Vì Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Chúa đã kêu gọi tôi tớ của Ngài là Thánh Đa Minh. Hành trình đức tin, cất bước trong hành trình đức tin và rao giảng tin mừng ân sủng của Chúa. Nay chúng con vui mừng, vui mừng cử hành năm thánh. Cuối xin Chúa tiếp tục đổ tràn để lòng chúng con thần khi thánh của Ngài, để chúng con trung thành và hân hoan loan báo tin mừng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Chúa đã kêu gọi tôi tớ của Ngài là Thánh Đa Minh. Hành trình đức tin, cất bước trong hành trình đức tin và rao giảng tin mừng ân sủng của Chúa. Nay chúng con vui mừng, vui mừng cử hành năm thánh. Cuối xin Chúa tiếp tục đổ tràn để lòng chúng con thần khi thánh của Ngài, để chúng con trung thành và hân hoan loan báo tin mừng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, Chúa đã kêu gọi tôi tớ của Ngài là Thánh Đa Minh. Hành trình đức tin, cất bước trong hành trình đức tin và rao giảng tin mừng ân sủng của Chúa. Nay chúng con vui mừng, vui mừng cử hành năm thánh. Cuối xin Chúa tiếp tục đổ tràn để lòng chúng con thần khi thánh của Ngài, để chúng con trung thành và hân hoan loan báo tin mừng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.